Đây nãy em quay chưa kỹ, giờ em quay này cái đáy sâu, cái cano này còn lớn ha. Đây mẫu đây thì nó dài 5m6 nha anh em, còn chiều ngang là 1m7 đó anh em, mà đặt máy lớn là rất là ok luôn á, khỏi chê luôn. Nước sống cực tốt. Rồi xin chào anh em nha, bữa nay về một container xuồng các loại đây đó. Này cano, em lộn nha, cái loại cano mà thứ của ngoài cao tốc đây đầy đủ do lãi rồi. Cái này xuồng loại mới, để chúc em hỏi thư ký cái này tên gì ha, nhìn nó cũng lạ quá mới thấy. Đây sẵn chiếc này gì độc đáo nè, em chụp cho đỡ tắm. Xích ra. Sơ cho anh em xem nha, chút nữa em sẽ quay kỹ hơn ở phía bên trong cho anh em xem. Đây là đang xuống đây, đang lên xuống. Này anh em gắn mấy cái máy đứng vô là ngon lành luôn. Bà sẽ cài xem chụp hình cái nè. Rồi, đúng, ok. 1, 2, 3. Rồi, bây giờ hồi sáng có quay mấy cái cano sơ sơ, giờ quay tiếp những cái cano mà đó thì cũng đang bán mấy màu cũ. Thì như mấy cái này 4m7 tải trọng thì giá tiền đó ha. Lâu nay em đổ rất là dày đó, có loại lượng thấp đồ đủ loại hết cho anh em xem. Hôm nay hơi tối, có gì anh em chịu khó thông cảm coi em ha. Này đồ này là đồ tốt hết á, tiêu lực rất tài rất cao. Đây là sâu cano lớn, có thể đi biển được luôn ha. Tôi đi biển thì đá nó sâu hơn xíu. Đây là dính đất nha, không sao nha, để đây dính chùi cho anh em. Anh em sẵn đây quay mấy cái vỏ lãi nè, vỏ lãi nhỏ bữa mấy anh hỏi nè, đây cái 5 triệu mấy, 4 triệu mấy đủ loại hơn ha, cũng mới chín nè. Vỏ lãi trên đây cũng có để mấy cano, đây cũng cano luôn. Thì nếu mà tiện hơn thì anh em cứ liên lạc với bên em qua số điện thoại bạn em có để phía dưới á, 02703 948 99 ha, thì có mấy bé thư ký nó sẽ báo cho anh em một loại, nó sẽ gửi từng hình qua rồi anh em cứ chọn thoải mái. Thì trong lúc em quay thì hơi lẹ, nhiều khi coi cũng không kịp, thì giới thiệu sơ sơ thôi ha. Cano dạng bầu đây ha, đó sống khá là tốt. Cái này theo 7 triệu mấy thôi đó, tại 400 ký. Đây cái nồi bầu đây, cái kỹ kỹ xíu đây. Đó, có sùng ba lá nữa ha, sùng ba lá nó khoảng 2 triệu mấy thôi, 2 triệu 9, 2 triệu rưỡi là đủ hết rồi tất cả. Vỏ lường đây, vỏ lường thì rẻ lắm, vỏ lường dài khoảng 3 triệu mấy thôi. Sùng ba lá trong đó ha. Thì các bác cứ liên hệ qua cái số 02703 948 99 nha, thì có mấy bác thư ký nó sẽ gửi hình qua cho anh, cho mấy bác xem. Thì một số cano ở đây đó. Đây là dạng cano bầu, cũng hơi giống giống loại nãy vậy, nó khoảng 9 triệu mấy thôi ha, tải 500 kg, dài 3m55 ha, rộng 1m4, 1m4. Đây, ở trong nó còn nhiều lắm ha. Đó, giống như vỏ lường đây, vỏ lường thì nó có dài 4m9, gần 5m, tải 900 kg luôn. Vỏ lường là cano rồi đó ha. Đây chỉ 4 triệu mấy thôi, 5m2, khá là rẻ. Đây, vỏ lường đây 3m9 đây, còn có đủ hết.
Đây là mấy cái cano lớn đây, hồi sáng nó về đây. Đó. Rất là dài. Dài rộng nữa. Anh em đặt máy lớn lên chạy xé nước luôn. À, còn kia là cano Thái nha. Cano Thái kia. Rất là nhỏ gọn. Chủ yếu là tốc độ thôi. Anh em nào mà giờ di chuyển chơi chơi hay là chọn tốc độ cao thì cũng những cái này là hợp lý nhất. Còn cái này là chở tải, chở nhiều người rồi đó. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Chào lên. Rồi. Rồi, cái này là mấy cái động cơ nha mọi người. Để lắp vào máy á, tùy vô mã lực ha. Có máy lớn từ 15, 17 mã lực cho lên ha. Với những cái máy 6,5, 5,5. Đặc biệt là có cái loại dòng máy này mà máy dầu luôn nha. Cái này là giống như máy xăng nhưng mà nó là thực sự là máy dầu, chạy dầu ha. Bét kìa, đó là cái bét rồi. Thì mọi người có nhu cầu thì cứ đến công ty loại máy có đủ loại hết, dàn lắp thì mình cũng có luôn nha, dàn lắp mình có sẵn. Còn những người, những bác nào xài máy D thì có bên kia nha. Máy D chạy tàu lần nào cũng có, máy D thì đang khuyến mãi giảm 30% á. Tất cả các hãng luôn, từ Honda như tới những cái hãng bình thường ha, Liên Phân. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Cái này là xe để mình đi giao xuồng ha mọi người. Cái này giao trong khu vực gần. Vô từ Bình Dương, Bình Phước, Gia Lai rồi đi xe này hết nha. Còn đi xa hơn ngoài Bắc thì sẽ có xe ở ngoài Bắc chỗ lấy. Chắc hàng đây mình có ghi tên từng người hết, số điện thoại đầy đủ, giao tới nơi thôi xong rồi. Để xe đường nào mình xe tải mình vô được thì mình vô thoải mái ha. Rồi, chào mọi người, thì lúc này là đang lên xuồng. Cái xe này là xe Thái Bình để mà chuyên đi từ Nam ra Bắc á. Thì mình kết hợp đi vậy nè, khoảng chừng một tuần là có khoảng 3 chuyến ha. Thì ví dụ đi Nam Định, đi Phú Yên hay là Bình Định hay là đi ở đâu cũng được. Thì mình ship tới nơi cho mọi người ha. Ba mấy chiếc đã chuẩn bị lên. Đủ loại hết, từ cano tới vỏ lường, rồi xuồng ba lá rồi này nọ. Thì mọi người cứ liên lạc với bên thư ký mình đó, đặt hàng.